Là một trong những trụ cột quan trọng của chương trình Thành phố 4 An, việc đảm bảo an toàn thực phẩm là nhiệm vụ được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng quan tâm, triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Đặc biệt, từ khi các hoạt động du lịch sôi động trở lại, công tác quản lý an toàn thực phẩm càng được chú trọng để góp phần xây dựng Đà Nẵng là điểm đến an toàn. Xác định việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí kinh doanh thu hút khách du lịch. Thời gian qua, các quận, huyện, trung tâm thành phố đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm. Các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đối tượng kinh doanh dịch vụ du lịch, các hộ sản xuất, chế biến thực phẩm được đồng loạt tổ chức. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm được phân cấp quản lý chặt chẽ. Đối với quận Hải Châu thì đã triển khai rất là nhiều các lớp tập huấn tuyên truyền từ cấp quận và cấp phường và tập trung vào cái việc mà cập nhật lại những cái kiến thức, những kỹ năng trong quá trình chế biến, trong quá trình mua nguyên liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đặc biệt là cập nhật cái văn bản quy phạm pháp luật về cái việc mà xử phạt vi phạm hành chính mới nhất liên quan đến cái vấn đề an toàn thực phẩm. Tại các chợ truyền thống nơi tập trung khá đông du khách cũng có nhu cầu đến tham quan thưởng thức ẩm thực địa phương, thì công tác lấy mẫu test nhanh ngẫu nhiên mẫu thực phẩm được đơn vị chức năng tiến hành thường xuyên. Đối với nhóm thực phẩm đã qua sơ chế và đóng gói, đội y tế phối hợp với ban quản lý các chợ kiểm tra hàng sử dụng, điều kiện bảo quản, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa bằng mã QR. Cung cấp cái mã QR code cho từng hộ tiểu thương. Họ những cái mặt hàng mà không có nguồn gốc xuất xứ thì phải dán vào để cho bà con được biết. Không chỉ siết chặt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, thành phố Đà Nẵng cũng tăng cường giám sát việc thực hiện niêm giá và bán theo đúng giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tránh xảy ra tình trạng chặt chém giá đối với du khách, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố. Dán cam kết, nếu doanh nghiệp và hộ kinh doanh nào không chấp hành, nâng giá, ép giá, trèo kéo khách, làm mất trật tự, thì có cái đường dây nóng là người dân sẽ điện đến ngay chỗ đường dây nóng và coi như là lực lượng đường dây nóng sẽ cho lực lượng xuống để kiểm tra, giám sát và xử lý. Sau thời gian giảm lắng vì Covid-19, không khí du lịch tại Đà Nẵng đã bắt đầu sôi động rộn ràng. Để tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách, việc đảm bảo an toàn thực phẩm và xu hướng kinh doanh dịch vụ ăn uống văn minh sẽ là một trong những yếu tố góp phần tạo dựng nên hình ảnh thành phố du lịch bên bờ sông Hàn mến khách và an toàn.